Em An Nguyễn ơi, xin chào anh chị em khách hàng. Em về 100 cây mài 060 của Boss chính hãng luôn anh chị ha. Thì cái lô này em sẽ lấy về và em có thể khả năng là bỏ sỉ lại cho mấy anh chị luôn. Và số lượng phải từ 10 cây trở lên. Và em đảm bảo với mấy anh chị là giá rẻ nhất thị trường Việt Nam ha. Thì đây là một cây mài rất là thông dụng, dành cho mấy anh em thợ thầy luôn ha. Gia đình xài cũng rất là ok. Và nó công suất của nó là 600W mấy anh chị ha, 670W mấy anh chị. Đó thì con này á thì nó không có tay cầm ha, mấy anh em thợ hay xài con này cũng rất là trâu bò lắm mấy anh chị. Nó hàng mới 100% luôn, bảo hành chính hãng của Boss luôn nha. Có tem chống hàng giả, hàng nhái, hàng nhái ở đây luôn. Đó, mã QR anh em mình kích hoạt ha, bảo hành điện tử luôn. Đó thì cái con mài này á là đá một tấc nè, dòng tua của nó là 12.000 dòng ha, cốt là cốt M10 nha. Đó thì đây là cây mài mà nó rất là phổ thông nhất trong thị trường Việt Nam mình ha. Thì cái này á, là anh em mà kinh doanh á thì bán tập trung về con này cũng vẫn ok, và giá em cam kết với anh chị là rẻ nhất thị trường Việt Nam. Đó, cái thứ hai nữa là cái con mài này á là nếu mà anh em mình lấy sỉ á là em sẽ bán là từ 10 cây trở lên. Còn nếu mà anh em mua lẻ đó, mua lẻ thì cứ inbox nhắn tin rồi bên em sẽ báo giá cho mấy anh chị ha. Riêng cây mài này đó thì mấy anh mua là ít nhất là 10 cây thì mới có giá thật là tốt, và em bảo đảm bảo với anh chị là có khi gì rẻ hơn cả giá em nhập từ hãng về luôn á. Đó thì ok, thì anh chị em nào lấy thì cứ nhắn tin qua Zalo rồi mấy bạn nhân viên bên em sẽ báo giá cho anh là số lượng từ 10 cây trở lên là bao nhiêu tiền ha. Chỉ có 6 triệu thôi, 6 ít thôi, rất là rẻ nha ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng.